Chào mừng các bạn đến với kênh Holic Audio. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một cuốn tiểu thuyết hấp dẫn. Mời các bạn theo dõi câu chuyện. Quý nữ khó cầu. Tác giả Thiên Quan Trà Khách. Tác phẩm thuộc thể loại trọng sinh, ra đấu. Nếu các bạn muốn kênh làm về bộ truyện hoặc sách nào vui lòng để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 6, trêu chọc hách liên dục. Trên đường đi, hai bên đường đều buôn bán đầy hàng rong cấp làm ít có cơ hội ra khỏi phủ, nhìn thấy liền sờ cái này sờ cái kia, trông rất hưng phấn. Hàn nhãn đối với mấy thứ mới lạ này cũng rất hiếu kỳ, nhưng lại không biểu hiện ra bên ngoài, chỉ biểu hiện trong ánh mắt, thu hùng tính tình trầm ổn đi phía trước dẫn đường, cố gắng bảo vệ hàn nhãn. Hàn nhãn vừa đi vừa nghĩ, nếu sớm biết bên ngoài đặc sắc như thế thì nàng nên trốn ra khỏi phủ đi chơi nhiều một chút. Nàng biết rằng danh phận thiên kim của mình ở trang phủ cũng chỉ để trang trí. Trang sĩ Dương thật sự không hề quan tâm đến nàng. Sau khi mẫu thân qua đời, mọi người trong phủ càng không thèm để ý đến nàng. Nhưng mà không ai để ý đến nàng, thì càng dễ cho nàng thuận tiện hành động. Võ quán Thuận Sương là võ quán nổi tiếng nhất Đại Tông, người mở võ quán này chính là võ trạng nguyên dương kỳ của tiền triều. Người trong võ quán này đều là cao thủ đệ nhất, rất nhiều danh môn thế gia muốn đưa con trai của mình vào đây để học võ. Mặc dù võ quán thuận Sương có danh tiếng nhưng cũng có một luật bất thành văn là người nào muốn đến đây học võ thì chỉ có thể học tại võ quán này. Hàn Nhạn từng nghe nói, thập tam hoàng tử của đương kim thánh thượng muốn mời thầy dạy võ của võ quán vào cung để truyền dạy võ nghệ, nhưng mà khi tin này đến tai võ trạng nguyên thì ngài ấy liền cự tuyệt. Mặt sông giận dữ, muốn giáng tội cho Dương Kỳ, lập tức bị các đại thần ngăn cản, sự việc này về sau cũng không được giải quyết. Hàn Nhạn cũng rất bội phục vị võ trạng nguyên này, dám ngang nhiên cự tuyệt ý chỉ của Hoàng thượng. Mà vị võ trạng nguyên đưa ra quy định này, làm nàng cảm thấy có ý nghĩa bình đẳng ở bên trong. Từ xưa đến giờ nghèo hèn không thể ngang vị cùng phú quý, việc học hành cũng giống như vậy, nhưng mà học tại võ quán này, mọi người đều bình đẳng, ở trước mặt bao nhiêu người, thầy dạy võ không thể làm gì mở ám, sẽ tận lực tận tâm dạy bảo. Nghĩ đến đây, nàng đối với vị võ trạng nguyên của tiền triều có vài phần tò mò. Trên đường đi đến đây, Cấp Lam cũng không nhịn được mà ghé vào sạp bán son phấn ven đường. Hàn nhạn cười nhìn nàng, muốn mua thì cứ mua, tại sao lại keo kiệt như vậy? Người khác nhìn vào tưởng em keo kiệt thật thì sao? Tiểu thư, cấp làm đứng đắn nói, giờ là lúc nào rồi, trong phủ không có nhiều bạc, mua những thứ như thế này thật quá lãng phí. Em cũng không muốn mua. Hàn nhạn cảm thấy thật thú vị, tiểu thư ta đây chẳng lẽ đến cả một hộp son cũng mua không nổi nàng vừa nói vừa từ trong tay áo lấy ra mấy đồng tiền mua hai hộp đi em và thu hùng mỗi người một hộp thu hùng có chút ngượng nghịu nô tì không xài mấy thứ này chỉ có một hai thứ mà bắt ta tiết kiệm sao hàn nhạn vừa bực mình vừa buồn cười nếu vậy thì giảm bớt tiền tiêu vặt hàng tháng luôn đi lần này đến cấp lam cũng không dám lên tiếng nhưng mà hàn nhạn lại giật mình một đồng tiền khó làm nên chuyện lớn bây giờ đối với nàng bạc là một vấn đề lớn nàng nhìn xung quanh, trong đám người đang nhún nhan nhún nháo, thương nhân bận rộn, nông dân cần cù. Có cách nào kiếm được bạc một cách nhanh chóng? Bây giờ nếu có cũng không làm được, chuyện này tạm thời để đó đi. Thời gian kế tiếp, nàng sẽ suy nghĩ về vấn đề này. Tây Thành càng phồn hoa hơn phố ở phía Bắc, có lẽ là vì bên cạnh có thương nhân buôn bán, khách tới lui nhiều. Mỗi ngày đều rất nhộn nhịp, càng nhìn càng náo nhiệt. Cũng chính vì vậy mà kiến trúc ở đây rất tinh xảo, ngói xanh đỏ thấm, còn có nhiều cảnh đẹp. Phố phường đông khách, mọi người chen chút nhau. Cấp Lam và Thu Hùng cố gắng che chở cho nàng đi đến một ngõ hẻm nhỏ, rốt cuộc cũng nhìn thấy một tòa nhà kiến trúc đồ sộ, phía trên là bảng hiệu được làm từ gỗ hoàng lê hoa. Trên bảng hiệu viết bốn chữ, võ quán thuận xương, cưng cáp, rõ ràng. Gỗ hoàng lê hoa còn có tên khác là gỗ xưa, một loại gỗ quý của Trung Quốc, có giá rất đắt đỏ. Gỗ xưa được xếp vào một trong bốn loại gỗ quý, bốn loại gỗ quý là tử đàn, hoàng lê hoa, kê xí và thiết lực. Cập làm nhanh chóng gõ cửa, có một tiểu đồng mặc bộ quần áo màu xanh trông rất tuấn tú bước ra. Nhìn thấy ba vị nữ tử đứng đấy, tiểu đồng liền ngẩn ra, xin hỏi các cô nương đến có việc gì? Hàn nhạt mỉm cười, chúng ta tới tìm thầy dạy võ, xin mời dẫn đường. Từ lúc võ quán mở cửa đến nay, chưa bao giờ thu nhận đệ tử nữa tiểu đồng ngẩn người một lúc sau đó liền đỏ mặt nhưng mà các vị là nữ tử võ quán có quy định không nhận nữ tử vào học võ sao hàn nhạn cười khanh khách nhìn tiểu đồng tiểu đồng này trông càng ngốc nghếch hơn minh nhi tiểu đồng nghiêng đầu ngẫm nghĩ đúng là không có nếu không có vậy phiền tiểu đệ dẫn đường hàn nhạn không có tâm trạng tiếp tục tán gẫu đợi một lát nữa có người đi qua nhìn thấy sẽ rất phiền phức Tiểu Đồng khó xử, suy nghĩ một lát rồi mới miễn cưỡng nói, "Xin mời đi theo ta." Hàn nhãn cười nói, "Xin tiểu đệ yên tâm, thì đây không phải muốn vào là vào được." Mặt Tiểu Đồng đỏ ửng, trong lòng nghĩ mấy cô nương này thật lợi hại. Sư phụ tính tình đã cổ quái, lúc nào cũng nghiêm khắc, lỡ như nhìn thấy mấy cô nương này đi vào, người mà tức giận cũng không biết sẽ phạt cậu ra sao nữa. Tiểu Đồng nhịn không được mà liếc trộm nhìn Hàn Nhạn, còn đối phương thì cười khanh khách làm mặt cậu càng đỏ hơn, cứ như vậy mà cúi đầu chạy đi. Cập làm nói nhỏ, tiểu thư, chúng ta thật sự đi vào sao? Võ quan này đều toàn con trai nha. Không cần sợ, nơi này cũng giống như quốc tử giám, chỉ là nơi để dạy học, tại sao con gái lại không vào? Với lại trong võ quan chắc sẽ có nhà đầu hầu hạ, không chừng cũng sẽ có con gái luyện võ. Dường như là xác minh lời nói của nàng, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng cười của nữ nhân, dục ca ca hình lại thua nha. Hàn Nhạn sừng sốt, bước chân dừng lại, người phía bên kia hình như đã phát hiện ra các nàng. Ngay sau đó là một giọng nữ xa lạ vang lên, các người là ai? Hàn Nhạn ngừng đầu, không biết từ lúc nào đã có một cô nương xinh đẹp xuất hiện ở phía trước, trông cô nương này cũng chừng 13, 14 tuổi, người mặc võ phục. Hàn Nhạn chú ý đến quần áo của nàng, quần áo được dệt từ tơ vàng quý giá, tuy không bắt mắt nhưng lại rất xa xỉ chẳng lẽ là người của hoàng thất? Đang lúc suy nghĩ, tiểu đồng ở trước mặt đã mở miệng công chúa Vân Nghê. Công chúa Vân Nghê là công chúa được hoàng thượng sủng ái nhất. Bên kia công chúa Vân Nghê đã hiếu kỳ hỏi, tiểu lý, đây là nha hoàn mới mua về à? Tiểu lý vội vàng xua tay, công chúa điện hạ, mấy vị cô nương này muốn tới tìm thầy dạy võ. Tìm thầy dạy võ, ta thật không biết, khi nào mà võ quán đã có quy định nhận con gái vào học rồi một giọng nói trầm ồn đầy nam tính đột nhiên vang lên ngay sau đó là một người thanh niên mặc y phục màu đỏ bước ra từ phía sau công chúa vân nghê hàn nhạn đi theo vân nghê đáy mắt không khỏi nhảy đựng lên người thanh niên này thật tuấn tú áo bào màu đỏ được dệt bằng tơ lụa rộng thùng thình được khoác lên người vẫn để lộ ra xương quay xanh còn đẹp hơn con gái mà điều này cũng không làm cho người khác cảm thấy khó chịu ngược lại còn tạo thành dáng vẻ phong lưu nhìn kỹ dung nhan của hắn thật tuyệt đẹp, đôi mắt màu ngọc đầy nét thần thái. Nếu dùng từ ngữ để miêu tả vẻ đẹp của người đẹp để tả về người thanh niên này tuyệt đối không có gì là không thích hợp. Người thanh niên nhấp nhẹ môi mỏng cong hình cánh hoa đào hỏi, xin hỏi mấy vị cô nương này xưng hô thế nào? Hắn tuy nói với ba người, nhưng ánh mắt cứ nhìn chầm chầm hàn nhạn. Hàn nhạn bị hắn nhìn như vậy có chút không thoải mái. Cũng không để ý đến công chúa Vân Nghê đang đứng ở bên cạnh, nàng thản nhiên nói tiểu nữ họ nghe tên đát duệ khóe miệng hắn cong lên lộ ra một nụ cười đầy ái muội nghe cô nương hàn nhạn nhíu mày xem cách ăn mặc của người thanh niên này e là có quan hệ thân thiết với công chúa vân nghe xem ra là công tử quyền quý của nhà nào rồi lần này vốn dĩ lén chuồn ra khỏi phủ rồi đi đến đây không thể để người khác biết được nhìn kỹ người này hình như nàng đã gặp ở đâu đó rồi thì phải người như thế tốt nhất nàng đừng nên chọc vào khách liên dục nhìn thấy hàn nhạn chỉ lo ngẩn người xem nghe biểu tình của mình trong lòng có chút bất mãn nữ nhân ở kinh thành này ai nhìn thấy hắn cũng phải mất hồn nhưng mà người trước mặt này lại không giống vậy tuy mặc quần áo bình thường nhưng lại nhìn như không bình thường còn có hai nha đầu luôn che chở cho nàng nhìn họ giống như là hạ nhân hắn giật mình chẳng lẽ là thiên kim tiểu thư của nhà nào nhưng mà một mình đi vào võ quán tìm thầy dạy võ hành động này rất khác người, không giống cách hành sự của các vị tiểu thư khuê các. Hàn nhạn hành lễ với công chúa Vân Nghê, rồi nhẹ giọng nói, tiểu nữ còn có việc gấp, xin quận chúa cho phép tiểu nữ đi trước. Công chúa Vân Nghê gật đầu, ý bảo tiểu lý mang nàng đi. Nàng cảm thấy cô gái này rất khác các vị tiểu thư khuê các kia, ít nhất là khi thấy dục ca ca cũng không hề trợn mắt. Nàng ấy chỉ mong sớm rời khỏi, lúc đi cũng không thèm liếc dục ca ca một cái. Hách Liên Dục không ngờ Hàn Nhạn nói đi là đi, hơn nữa chỉ hành lễ với Vân Nghi. Hách Liên Dục đứng tại chỗ ngẩn người, sau đó thì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng, "Chuyện gì xảy ra vậy?" Hách Liên Dục vừa thấy chàng đến, lập tức nhảy lên, "Phó huynh, ta vừa mới gặp được một cô gái rất thú vị, huynh mau giúp ta vào kinh hỏi thăm nha đầu đó ở nhà nào được không?" "Vì sao ngươi không tự mình đi hỏi thăm?" Nghe đến lời này, khuôn mặt tuấn tú của Hách Liên Dục liền suy sụp nhìn hắn đầy thảm hại mà nói vài ngày trước lý lão phu nhân dẫn theo một cô gái đến nhà ta làm khách ta không biết đó là thiên kim lý gia nói sai rồi lại sai tiếp khiến phụ thân ta tức giận không cho phép ta ra khỏi phủ nếu không phải hôm nay vân nghe tới tìm ta chắc hẳn ta còn bị giam tiếp hiện tại nhất cử nhất động đều có người theo dõi làm sao mà tự mình đi hỏi thăm được vân Nghê nhịn không được mà nghĩ nói sai rồi lại sai tiếp chỉ sợ là ngươi trêu chọc người ta vị biểu ca này từ trước đến nay làm việc không hề câu nệ phép tắc với bọn họ thì không có vấn đề gì nhưng người ngoài nhìn vào lại không thích vị lão nhân họ lý kia tính tình cổ hù con gái của mình bị trêu ghẹo như thế nhất định sẽ rất giận dữ không mang đến một quyền giáo tử vô phương cho hách liên lão ra đã là may mắn lắm rồi nàng ấy chọc giận ngươi à phó vân tịch nhìn bộ dạng của hắn không cần nghĩ cũng biết bằng hữu tốt của mình đã làm gì rồi vì cô nương kia không bị sắc đẹp của dục ca ca hấp dẫn. Vân nghề không nhịn được mà mở miệng, nói xong chính mình còn cười rộ lên. Tiểu nha đầu, người đang trêu ghẹo ta sao, lần sau đừng hòng ta dẫn ngươi ra ngoài chơi ách liên dục lùm nàng. Vân nghề giả mặt quỷ, nói, không dẫn thì không dẫn, ta đi tìm vân ca ca chơi. Hách liên dục ghi nhớ lời của nàng nói, nhìn phó vân tịch nói, vân tịch, người nhất định phải giúp ta việc này nếu cha ra thân phận của nha đầu kia thì ta sẽ đưa cho huynh bộ sách sử của quỷ cốc tiên sinh nàng ấy có đặc điểm gì phó vân tịch hỏi nàng ấy gọi là nghe đát duệ vừa dứt lời liền thấy phó vân tịch lộ ra vẻ mặt kỳ quái sao thế huynh nghĩ thế nào nghe đát duệ phó vân tịch nhìn hắn lặp lại một lần nữa hách liên dục vội vàng gật đầu phó vân tịch thở dài không nhịn được mà dây chán tên bằng hữu tốt này, bình thường thì rất thông minh, nhưng sao mà đến lúc bị người khác đùa giỡn cũng không biết. Cái gì mà nghe đắt duệ, rõ ràng chính là đại gia ngươi. Ở đây nghe đắt duệ, nghĩ giá hè e và đại gia, ni giả nhé. E. Hai từ này đọc cùng âm, ở đây ý nói nghe đắt duệ là đại gia của ngươi. chương 7, Bái Sư Trạng Nguyên Hàn nhãn đi theo sau tiểu lý, trong lúc vô tình thấy được hai gò má của cấp lam đỏ bừng, ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi mới hiểu được thì ra là do người thanh niên mặc bộ quần áo màu đỏ lúc nãy. Chỉ có Thu Hùng vẫn hoàn toàn bình tĩnh, có lẽ nàng không có hứng thú. Sau khi dừng lại một lát, nàng mới hỏi tiểu lý, xin hỏi tiểu đệ, vị công tử vừa rồi đến đây làm gì vậy? Tiểu lý vẫn còn tự trách vì chuyện khi nãy, không ngờ đột nhiên gặp phải đoàn người của công chúa Vân Nghê, khiến cục diện trở nên rất xấu hổ. Thấy hàn nhãn có ý muốn biết, Tiểu đồng vội vàng trả lời, đó là Nam Nhi của tà tướng. Ngài ấy cũng học võ tại đây. Nam Nhi của tà tướng, dường như hàn nhã nhớ lại chuyện gì đó. Bởi vì kiếp trước để được gả cho vệ như phong, trang sĩ Dương đã bắt nàng học thuộc hết tất cả các mối quan hệ trong triều đình. Nàng vốn không để tâm lắm đến những việc này, tuy vậy lại có chút ấn tượng với vị tà tướng đó. Tả tướng Hách Liên vô minh dưới gối chỉ có một đứa nam nhi là Hách Liên Dục. Do sở phu nhân sinh ra, từ nhỏ tướng mạo đã rất tuấn tú có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Lấy được vô số trái tim của bao thiếu nữ ở kinh thành này, hách liên dục vừa tuấn tú vừa phong lưu, hành sự luôn không có phép tắc, khiến người khác vừa yêu vừa hận. Người không có phép tắc như vậy mà cũng có thể được đến võ quán học võ, xem ra võ quán thuận xương thật sự có bản lĩnh hơn nàng tường. Võ quán này rất rộng, vật dụng bài trí khá đơn giản, được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng sử dụng hai màu chủ đạo là đen và trắng ngói lập màu xanh tường màu xám nhìn trông rất kiên cố đi vào cửa phải vòng qua một bồn hoa lớn đột nhiên ánh mắt của hàn nhạn sáng bừng lên mắt nhìn chằm chằm vào mảnh đất trống phía trước ở đó đang phát ra tiếng đánh nhau khá lớn chắc hẳn là các học viên đang luyện tập võ hàn nhạn cúi đầu đi theo tiểu lý băng qua một hàng lang dài chỉ có điều nàng nhìn không chớp mắt vòng thêm mấy vòng rồi đi lên một bậc thang cao cuối cùng cũng thấy một gian phòng lớn trước mặt. Tiểu Lý dẫn các nàng đi vào, cung kính thưa đáp, sư phụ, có mấy vị cô nương này muốn tới tìm thầy dạy võ. Hàn nhãn nhìn người đang ngồi ngay ngắn ở giữa phòng, đó là một ông lão khoảng 60 tuổi, dâu tóc bạc trắng, hai gò má đỏ hồng, đang nhắm mắt lại. Tay cầm một viên bi bằng sắt, đầu mùa đông thời tiết đã lạnh thấu xương, nhưng mà ông lão này chỉ mặc một bộ quần áo đơn sơ, trông tinh thần rất khỏe mạnh, lí khái anh hùng. Nghe thấy lời của tiểu lý, ông lão mở mắt ra, nhìn thẳng về phía Hàn Nhạn. Hạn Nhạn hơi cúi đầu, không tránh ánh mắt của ông lão, chỉ bình tĩnh hành lễ, mở miệng nói, "Dân nữ bài kiến Dương đại nhân." Dương Kỳ nheo mắt lại, ông đã lớn tuổi như vậy, gặp qua không ít người nhưng không ai có gan lớn như đứa nữ tử ở trước mặt. Dưới ánh nhìn của ông mà có thể ung dung như vậy, thật khiến người khác cảm thấy kỳ lạ, hơn nữa đối phương chỉ là một cô bé. Mọi chuyện thật nằm ngoài dự kiến của ông. Ta đã từ quan lâu rồi, hai chữ đại nhân này, lão phu e là không gánh vác nổi. Một lát sau, ông mở miệng nói. Là dân nữ không đúng thưa Dương lão tiền bối. Hàn nhãn rất hiểu đúng sai. Trong mắt Dương kỳ hiện lên tia kinh ngạc mà không ai phát giác được, ông có chút giật mình. Ông lăn tròn cục bi sắt trong tay mình, nói, người nói, người đến đây tìm thầy dạy võ. Hàn nhãn cung kính trả lời, vâng ạ. À là đến thay người nào dương kỳ nhìn thấy rõ ràng ở trước mặt ông có ba người nhưng mà thái độ của hai người còn lại đối với tiểu nha đầu này rất cung kính ông nhìn người bao lâu nay chỉ cần liếc qua là biết tiểu nha đầu này là chủ tử của hai người còn lại nhìn cách ăn mặc của các nàng xem ra không muốn cho người khác phát hiện ra thân phận của mình nàng cố ý che giấu thân phận của mình xem ra thân phận của tiểu nha đầu này không thấp hướng chi khí chất của nàng lại ung dung như vậy không hề giống như là con dân nhà nghèo được bồi dưỡng thành tài. Thiên kim tiểu thư của nhà giàu tìm đến võ quán, không lẽ lại tự mình đi kiếm thầy dạy võ? Dân nữ cả gan xin được học võ. Lời vừa nói ra, ngay cả cấp lam và thu hùng đều sừng sốt. Dương kỳ cũng kinh ngạc, nhất thời giận đến tái mặt, cô nương đang chiêu chọc lão phu sao. Con gái làm sao lại đòi học võ? Dù sao Dương Kỳ cũng từng là võ trạng nguyên, trên người cũng có vài phần khí chất uy nghiêm nhất là lúc này, lông mày của ông nhíu lại khiến mọi người đều kinh sợ. Khó trách tại sao tiểu lý lại sợ ông đến như vậy. Đáng tiếc điều này đối với hàn nhạn không hề có tác dụng, bởi vì nàng trong sạch, mình với Dương Kỳ không có tồn tại lợi ích gì, nên nàng không hề thấy sợ. Tiểu lý lúc trước luôn cười khanh khách, còn bây giờ thì đầu đã toát đầy mồ hôi. Một giọng nói trong trèo, cung kính hỏi lại, xin hỏi Dương lão tiền bối, võ quán này có quy định không thu nhận con gái vào học sao? dương kỳ ngẩn ra dương mắt nhìn lại thấy thiếu nữ trước mặt hai mắt sáng ngời không hề e ngại điều gì tựa như bản thân đang đối mặt với một người bạn cũ lâu năm không đợi ông tiếp tục nói nàng lên tiếng dân nữ đã sớm nghe nói võ quán thuận xương tốt nhất nổi tiếng nhất ở đại tông này dân nữ cảm thấy sở dĩ võ quán trường thịnh không suy là vì võ quán có điểm độc đáo riêng biệt mà không nơi nào mà điểm độc đáo này chính là tuyệt đối phải công bằng nàng ngừng lại, rồi nói tiếp, mọi người đều biết, võ quán thuận xương nhận học trò thì những học trò đó đều phải đến học tại võ quán, bất luận người đó là ai, con nhà quyền quý hay con nhà nghèo. Điều này tạo sự bình đẳng cho các học trò. Dân nữ cho rằng, người đưa ra quy định này nhất định phải là người chính trực phân minh, phẩm chất cao thượng. Trong lòng Dương Kỳ đầy chấn động, ông vốn là một người nghèo hèn, khi còn nhỏ may mắn gặp được cao nhân, được người dạy dỗ. Nhà ông vốn đã nghèo khổ, vì để thay đổi tình trạng này, ông cố gắng khổ luyện thành tài, rốt cục đến một ngày so tài cùng người khác trên sàn đấu, đoạt được danh hiệu võ trạng nguyên. Ông xuất thân bần hàn, nên hiểu rõ có rất nhiều người muốn học nhưng không được, vì thế, ngay từ lúc nhỏ ông đã luôn mơ ước đến một ngày, mình có thể mở một võ quán thuận xương này. Nhìn những học trò tập võ ở nơi này, ông như thấy được bản thân năm đó, chính là chuyện này ít người nào biết được, không ngờ đến ngày hôm nay, lại có một tiểu nha đầu nhỏ hơn mình biết bao nhiêu tuổi có thể nói toạc ra hết. Nếu có công bằng cho giàu nghèo, tại sao nam nữ lại không thể? Chẳng lẽ Dương Lão Tiền Bối cho rằng, thân phận nữ nhi còn ti tiện hơn thân phận hào môn sao? Nếu vậy Tiền Bối xem Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu như thế nào? Lấy Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu ra để lý luận, tuy rất vớ vẩn nhưng mà Hàn Nhãn nói đúng nếu không đáp ứng cho nữ nhi học võ thì có nghĩa trong lòng ông đã xem nữ nhi còn ti tiện hơn hào môn thế gia hoàng thái hậu và hoàng hậu là người tôn quý nói như vậy khác nào dương kỳ bất kính với hoàng thất ông đột nhiên hiểu ra những lời này ngay chính ông cũng không thể phản bác được im lặng một lúc lâu dương kỳ đột nhiên cười to đúng là một nha đầu miệng lưỡi bén nhọn hàn nhạn vẫn duy trì tư thế cũ dân nữ chỉ muốn tìm một thầy dạy võ cho chính mình thôi nếu như mạo phạm đến lão tiền bối, đúng là dân nữ không đúng. Xin lão tiền bối tha tội. Dương Kỳ nhìn tiểu cô nương trước mặt, nàng nhìn qua chỉ mới chừng 11, 12 tuổi, lại có thể đứng vững vàng dưới sức ép của ông mà nói chuyện, thái độ không kiêu không nịnh, biết tiến biết lùi. Đã hiểu rõ mới không cưỡng cầu, hiểu được thời cơ liền mềm giọng xuống, đúng là rất có cơ chí, nếu thêm một thời gian nữa nhất định sẽ là người rất xuất sắc. Nếu tiểu nha đầu này là nam nhi, ông nhất định sẽ thu nhận làm đồ đệ, nhưng mà thật quá đáng tiếc. Ông thở dài, người nói cũng có lý, đáng tiếc ở võ quán của Lão Phu, tất cả học trò đều là nam nhi. Nếu người muốn học võ, chỉ sợ lúc vào võ quán, phải xen lẫn trong đám nam nhi thật sự không tốt lắm. Nếu bị đồn ra ngoài, thanh danh cũng sẽ bị hủy. Lời này nói đúng không sai, cho dù hàn nhãn có gan lớn đến đâu, cũng không dám cùng một đám nam nhi suốt ngày ở chung một chỗ nếu bị truyền ra ngoài, đừng nói là chính mình. Không chừng mặt mũi của cả nhà đều bị hủy. Dương Kỳ nói không hề sai, võ quán thuận xương đều là nam nhi, mặc dù có công chúa Vân Nghê, cũng là vì quan hệ giữa Hoàng thượng và Dương Kỳ. Cùng lắm là đến võ quán chơi đùa, sư phụ trong võ quán cũng chỉ dạy một vài chiêu thức cho vui. Không phải là nữ nhi học võ một cách nghiêm chỉnh, Dân nữ không phải là ép buộc người, chỉ thuận miệng nói ra. Mọi người đều biết, vật hiếm mới là quý, làm việc gì trước tiên phải làm cho đúng. Võ quán thuần xương vì sự bình đẳng nên mới độc đáo, nếu bây giờ xuất hiện sự bình đẳng giữa nam và nữ, cái này đối với võ quán chỉ tốt chứ không hại. Hàn nhãn nhắc nhở, tiền bối cũng biết, xuất thân từ nhà quyền quý không chỉ có nam nhi mà còn có nữ nhi. Ánh mắt của Dương Kỳ lóe sáng, chừng mắt nhìn hàn nhãn nói, người đang uy hiếp lão phu. Dân nữ không dám. Hàn nhạn bình tĩnh nói, chỉ là giả thiết thôi. Lão tiền bối cũng biết, nữ nhi học võ cũng là để phòng thân, cho nên cũng không cần võ công quá cao. Cũng giống như lão tiền bối vậy, không phải là không biết dùng nhân tài. Nói không chừng, võ quán này ở Kinh Thành sẽ là võ quán duy nhất có nữ nhi học võ, như vậy cũng rất náo nhiệt. Hàn nhạn nhìn lướt qua Dương Kỳ, rồi nói ra một câu như cọng dơm cuối cùng đè chết lạc đà, nếu chuyện này thành công, danh tiếng của lão tiền bối sẽ ngày càng vang xa. Mà trong kinh thành này, nói không chừng nữ nhi của các nhà quyền quý đền đến đây học võ. Dương Kỳ nóng giận hỏi, thật ra ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thu Hùng và cấp lam sợ ông lão nhìn giống hung thần này sẽ làm tổn thương tiểu thư, vội vàng tiến lên che chắn cho hàn nhạn ở phía sau. Hàn nhạn nhìn chằm chằm Dương Kỳ, nói, hôm nay dân nữ tới đây, không phải vì nóng lòng nhất thời tìm người học võ chỉ là đưa ra đề nghị cho lão tiền bối nếu võ quán có riêng một nơi để dạy nữ nhi học võ thì tốt rồi với tên tuổi của lão tiền bối nhóm người quan lại quyền quý cũng sẽ có kiêng kỵ mà không dám động vào dương kỳ giật mình trước kia ông cũng có nghĩ đến việc này nhưng mà chỉ để ở trong đầu ông cũng có cao ngạo của chính mình nếu để cho võ quán khác làm điều này có thể khiến ông không khỏi tiếc nuối nhưng nếu để chính tay ông làm tuy rằng có chút nguy hiểm nhưng một khi thành công thì thanh danh của võ quán sẽ càng tốt, điều này cũng không phải xấu. Đề nghị này của ngươi rất to gan, Dương Kỳ bình ổn tâm tình của mình, nhưng mà vẫn có thể xem xét được. Vậy ngươi muốn gì nào? Nhà đầu này, rõ ràng là có chuẩn bị sẵn, thiện hạ không ăn cơm vô ích, nếu đưa ra ý kiến cho ông, nhất định là nàng có điều muốn nói. Hạn nhãn vui vẻ trong lòng, khẽ nói, rất đơn giản, chỉ cần võ quán nhận nữ nhi vào học, tiểu nữ cũng muốn vào học ở võ quán. Dương Kỳ cảm thấy không đúng, chỉ có như vậy. Hàn nhãn lắc đầu, còn có tiểu đệ, tiểu nữ thỉnh cầu lão tiền bối tự mình dạy bảo. Dương Kỳ giận quá hóa cười, vớ vẩn. Kiếp này lão phu chỉ nhận một đồ đệ, tìm muội các ngươi có tư cách gì mà làm đồ đệ của ta. Hàn nhãn biết mình có chút trèo cao, con nhà quyền quý trong kinh thành nhiều như vậy, nhưng mà Dương Kỳ vẫn chưa dạy dỗ bất kỳ ai. Minh Nhi không có chỗ nào đặc biệt, làm sao để cho vị võ trạng nguyên này liếc mắt tới. Nàng thở dài, dân nữ không dám gây khó khăn, chỉ là tình thế bắt đắc dĩ. Chuyện tiểu đệ học võ không thể để cho người ngoài biết, không thể để tiểu đệ ngang nhiên đi vào võ quán, nên chỉ có thể xin lão tiền bối lén tu nhận. Lời vừa nói ra, hàn nhãn lại phiên muộn, võ quán thuận xương là nơi có thầy giáo tốt nhất, Minh Nhi chỉ có thể lén học võ không thể ngang nhiên đi vào võ quán điều này thật khiến người khác đau đầu. Ngoài dự đoán của mọi người, một lúc sau, Hàn Nhãn nghe được giọng bình tĩnh của Dương Kỳ, người dẫn tiểu đệ ngươi tới đây, lão phu muốn xem nó có tư cách làm học trò của ta không. Hàn Nhãn ngạc nhiên, nghe thấy lời này lập tức mừng rỡ vô cùng, lão tiền bối đồng ý. Cũng chưa chắc, mặc dù nó có thể làm học trò của lão phu. Nhưng mà lão phu cũng muốn coi nó có xứng không đã. Cả đời này lão phu không muốn nợ ai, đây coi như là báo đáp cho ý kiến của ngươi." Dương Kỳ nhìn cục bi sắt trên tay mình, chính ông cũng không hiểu tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý, đồng ý với tiểu nha đầu này. Hàn Nhạn cực kỳ cảm kích, lập tức cúi người hành lễ, đa tạ Dương lão tiền bối. Chương 8: Gặp lại thế tử. Sau khi rời khỏi võ quán Thuận xương, tâm trạng của Hàn Nhạn trở nên rất tốt, trên mặt còn lộ ra nụ cười, mọi chuyện đều thuận lợi hơn dự kiến. Cấp Lam tò mò hỏi tiểu thư thật sự muốn học võ sao? Hàn nhạn sờ sờ mũi, học thêm chút võ để phòng than thôi. Lúc trước nàng lúc nào cũng ở trong khuê phòng, học thi từ ca phú. Nàng cho rằng nữ nhi chỉ cần học ngâm thơ theo thùa là tốt lắm rồi. Học tốt thì có thể trở thành tài nữ. Nhưng mà những việc thuê thùa này nhìn thì diễm lệ nhưng thật ra chả có chút hữu dụng nào cả. Luyện võ để phòng thân, so với việc thuê thùa thì có ích hơn nhiều. Giờ ngọ đã qua, bây giờ đã sắp chạm vào. Những người bán rong hai bên đường đã bắt đầu dọn dẹp hàng của mình để trở về nhà, sau đó không lâu thì chợ đêm sẽ mở. Đèn đốm sáng trưng cả chợ đêm, lúc mẫu thân còn sống chỉ vào ngày lễ Tết nàng mới được ra ngoài dạo chơi. Đèn hoa treo đầy lộng lẫy, khiến nàng lưu luyến không muốn đi. Một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ rời khỏi nhà giam hầu phủ đó, đi ra ngắm thế giới đầy cảnh đẹp bên ngoài. Thu Hùng đi mua mấy món điểm tâm tinh xảo mang về. Mới vừa rồi lúc rời khỏi võ quán, Hàn Nhạn bảo cấp lam lén đưa bạc cho Tiểu Lý, để cậu ấy đưa cho Dương Kỳ. Mặc dù là nàng đưa ra chủ ý cho Dương Kỳ, mà ông cũng đồng ý dạy cho Minh Nhi, còn mình thì cũng phải vào võ quán học võ. Nhưng mà cũng không thể học không công. Hàn Nhạn đã tính toán rõ ràng, làm việc cũng rõ ràng. Cuối cùng còn lại một ít bạc vụn, bảo Thu Hùng đi mua một ít điểm tâm, buổi tối trở về có thể làm đồ ăn vặt đang lúc bọc điểm tâm lại cấp lam còn chưa kịp gói kỹ càng thì đã nghe thấy tiếng ngựa hí từ xa ngay sau đó là một giọng nói thô giáp vang lên tránh sang một bên không nhìn thấy xe ngựa hay sao hàn nhạn vội vàng kéo cấp lam qua vừa mới ổn định thì đã thấy một chiếc xe gỗ màu vàng đang đứng ở bên cạnh xe ngựa đi thêm một chút rồi dừng lại cấp lam bị hàn nhạn kéo tới kéo lui không cẩn thận làm rơi hết điểm tâm tính tình của cấp lam luôn nóng này, lập tức đi đến trước giận dữ nói, mấy người đi đường kiểu gì thế, đụng vào người khác thì làm sao? Sa Phu một là một gã đàn ông rất hung dữ, lại mặc quần áo làm bằng tơ lụa tốt, nghe được câu hỏi của cấp lam thì cười lạnh nói, đụng. Nhà đầu nhà nào mà không hề có phép tắc, đụng vào xe của thế tử mà còn dám lớn giọng Thế tử, hàn nhãn ngần người, ngay sau đó nàng nghe thấy một giọng nói quen thuộc, chuyện gì? Dân chúng xung quanh đã quay quanh lại xem náo nhiệt, Hàn Nhạn cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, ký ức trước kia tràn về, trong lúc nhất thời đứng bất động tại chỗ không nhúc nhích. Một bàn tay vén màn che lên, lộ ra gương mặt tuấn tú. Đó từng là gương mặt nàng từng thầm thương trộm nhớ hàng đêm, nhưng mà bây giờ nhìn thấy, chỉ có sự chua xót và thê lương. Vệ Như Phong, rốt cuộc kiếp này nàng cũng thấy được hắn. Chẳng lẽ là nghiệt duyên? Hàn Nhạn cúi đầu, người này dung túng cho tỷ tỷ của nàng dùng thuốc độc để giết nàng. lúc trước nàng thương hắn vì tưởng hắn là một chính nhân quân tử, bây giờ ngẫm lại, dưới lớp mặt kia cất giấu tâm tư thật đáng sợ. cấp lam không nghĩ tới người ở trong xe ngựa lại có thân phận cao đến vậy. trong lúc nhất thời nàng chỉ biết chết đứng tại chỗ, nhưng mà họ đúng là người sai trước, muốn nàng cúi đầu nhận sai, nàng lại làm không được. thu hùng đi đến bên cạnh cấp lam, hành lễ với người ngồi trong xe muội muội của Thảo Dân không biết người trong xe chính là Thế Tử, đụng phải Thế Tử là Thảo Dân không đúng. Nay thay muội muội tạ lỗi với Thế Tử, mong Thế Tử đại nhân đại lượng bỏ qua cho tiểu muội. Vệ Như Phong nhíu mày, vô tình nhìn thấy một đôi mắt trong suốt. Ánh mắt đó chứa đầy ủy khuất, vừa vô lực lại vừa thê lương, cuối cùng là đầy tuyệt vọng. Đôi mắt đó đang nhìn chằm chằm vào hắn. Vệ Như Phong sừng sốt, phát hiện ánh mắt đó là của một tiểu nha đầu, dung mạo chỉ bình thường trong lòng hắn suy nghĩ, cuối cùng xác định hắn không biết đối phương. Thiếu nữ xa lạ này, tại sao lại lộ ra vẻ mặt như vậy? Trong lòng có chút không hiểu, nghe thấy xa Phu lên tiếng gian dậy nha đầu đụng vào xe ngựa, đúng là nha đầu không biết phép tắc, dám tức giận với thế tử ra. Vệ như phong nhíu mày, ở đây là giữa đường phố, gặp nhiều chuyện thì không tốt, lập tức không vui nói, không có việc gì, các ngươi đi đi. Sau đó quay đầu lại, đã không nhìn thấy thiếu nữ hồi nãy, hắn cảm thấy buồn rầu, tay nắm màn che run lên. Sau đó hạ màn xuống, nói với sa phu, đi thôi. Sa phu nghe được giọng điệu không vui của thế tử, vội vàng đánh xe rời đi. Thu Hùng thở phào nhẹ nhõm, quay sang khiển trách cấp lam, tại sao lại thiếu kiên nhẫn đến vậy? Nhìn thấy chiếc xe sang trọng như vậy là biết người bên trong nhất định là nhà quyền quý, nhắm mắt nhắm mũi mà xông lên lỡ như gây khó khăn cho tiểu thư thì phải làm sao? Cấp làm biểu môi, ủy khuất nói, điểm tâm mới mua đều đã rơi hết. Xe ngựa kia thì chạy lung tung, thế tử có thể không nói đạo lý sao? Rõ ràng là ngài ấy sai trước. Thu Hùng lắc đầu, giờ mà còn nghĩ tới điểm tâm. Ủa tiểu thư đơ hồi. Hàn nhãn bước ra từ trong đám người. Khi nãy hình như thế tử đã phát hiện ra nàng, lúc đó nàng cảm thấy không thích hợp mới lẫn vào trong đám người nàng chưa từng nghĩ tới hai người sẽ gặp lại nhau trong tình cảnh như thế này. Bây giờ nàng vẫn chưa chuẩn bị tốt, nhìn thấy cố nhân hai thật sự có rất nhiều cảm xúc, lại sợ vệ như phong phát hiện ra điều gì nên mới vội vã trốn đi. Thu Hùng nhìn thấy sắc mặt của Hàn Nhãn lúc trắng lúc xanh, vội vàng la lên tiểu thư có bị kinh động không? Sau đó lập tức tự trách bản thân đều tại nô tỳ không tốt, nên chú ý một chút. Như vậy sẽ không gây ra chuyện. Cấp Lam không đồng ý mở miệng nói, tại sao lại có thể trách tỷ, rõ ràng là thế tử ý thế hiếp người. Hàn nhạn hơi mỉm cười, đúng là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Tên sa phu của vệ như phong hung hãn như vậy, bản thân vệ nhu có chỗ nào tốt cơ chứ? Mới vừa rồi khi Thu Hùng giải thích, cũng không nghe được vệ như phong nói lại gì, đúng thật là kiêu ngạo. Người như vậy, tại sao năm đó nàng lại bị hắn mê hoặc nhỉ? Nhìn những người xung quanh, có không ít cô gái si mê nhìn chiếc xe ngựa rời đi. Đúng rồi, vẻ mặt đó nàng cũng từng có. Tình cảm của thiếu nữ, nhìn thấy đối phương đẹp trai tuấn tú liền âm thầm giao tâm cho người đó. Hơn nữa, trong miệng trang ngữ sơn, vị thế tử gia này phẩm chất cao thượng. Năm đó nàng lại ngu mốc tin tưởng mà không hề nghi ngờ, cảm thấy trên đời này sao lại có người tốt đến thế. Con người của Hàn Nhạn trở nên tối sầm, quẳng tất cả những suy nghĩ ra đằng sau đừng nói về chuyện này nữa, mau trở về phủ, chuyện hôm nay không cần nói với người khác. Cấp Lam và Thu Hùng đều gật đầu. Lúc trở về phủ vẫn vào từ lộ cho như cũ. Vừa mới vào phòng, quần áo còn chưa kịp thay, đã nghe thấy tiếng của Trần Mama. Hàn nhạn đầu tiên là sừng sốt, sau đó mới nhẹ nhõm đi, tiểu thư đã đi đâu vậy? Lão nô đến thu hương huyền tìm mà không thấy. Sau đó lặng lẽ đi hỏi thăm, nghe nói hôm nay không có ai xuất phủ, còn tưởng rằng trong viện có kẻ xấu đến. Tìm mãi không thấy, lão nô định đi nói cho lão gia biết rồi. Hàn nhãn cười cười, ma không cần lo lắng, nếu mà nói cho phụ thân thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Trang sĩ Dương hoàn toàn không để ý đến sống chết của nàng, nếu như mẹ con chu thị thêm mắm dậm muối, chỉ sợ việc này sẽ càng rắc rối. Lúc này Trần Mama mới chú ý đến quần áo trên người của nàng, sao tiểu thư lại. Hình như bà nghĩ đến điều gì đó, giật nảy mình, tiểu thư lén trốn ra khỏi phủ sao. Hàn nhãn gật đầu, khoan hãy nói, trước tiên để ta đi thay quần áo đã. Sau khi Hàn nhãn thay quần áo, rồi ngồi xuống nói rõ sự tình cho Trần Mama nghe, chẳng qua nàng không đề cập đến sự việc gặp phải vệ như phong. Nghe xong mọi chuyện, Trần Mama không thể không trách cứ, cô nương thật quá liều lĩnh, cả gan dám xuất phủ. Nếu bị người khác bắt gặp sau đó nói cho lão ra nghe chắc chắn sẽ chịu phạt. Người bên ngoài không biết người là ai, lỡ như xảy ra chuyện gì, người bị khi dễ thì sao? Hàn nhạn an ủi bà, ta đi cùng với cấp lam và thu hùng mà. Huống chi ta ăn mặc như một nha hoàn, người khác nhìn vào sẽ không chú ý đến ta. Mà ma yên tâm, sau này nếu gặp phải tình huống như thế này, cứ coi như không có việc gì. Đối với phụ thân của ta, không đụng tới càng tốt. Miệng của Trần Ma Ma mở to, sau này cô nương vẫn còn muốn xuất phủ. Hàn nhãn nhún vai, ta phải mang Minh Nhi đi gặp Dương Lão tiền bối. Huống chi về sau còn phải tới võ quán để học võ, chỉ sợ chỉ có thể âm thầm trốn đi. Cô nương muốn học võ. Trần ma ma nhìn nàng, cô nương là khuê nữ, da thịt mềm yếu. Hà tất phải làm khổ chính mình. Hàn nhãn hơi tay trên lò than, bây giờ mọi chuyện đã không còn giống như xưa nữa. Không còn ai che chở cho chúng ta ở trong phủ này rồi chúng ta cũng chỉ có thể tự mình che chở cho chính mình mà thôi. Trần Mama đau xót nhìn nàng, trong lòng không biết nói gì, đưa tay ôm lấy nàng vào lòng. Tiểu thư phải chịu khổ rồi. Hàn nhạn gục đầu vào trong lòng Trần Mama, cảm giác ấm áp làm nàng rất thoải mái, không tự chủ mà nhích gần hơn, nói, không khổ. so với mẫu thân và kiếp trước của mình, nàng không cảm thấy khổ tí nào cả. tình hình trước mắt tạm thời yên ổn mẹ con Chu Thị đã vào ở trong phủ. Có lẽ rất nhanh sẽ ẩm ý trở lại. Cấp Lam, hạn nhãn kêu lên. Cấp Lam vội vàng buông kim chỉ trong tay, đi lên phía trước. Em có quen biết với Mị Di Nương hay không? Hàn nhãn nhớ rõ, lúc mẫu thân chưa mất, mỗi lần đều do Cấp Lam đi nghe ngóng chuyện của Mị Di Nương. Có tin tức gì, nàng đều là người đầu tiên biết trước. Tiểu thư nói quen biết, nô tỳ liền quen biết Cấp Lam cười nói. Hàn Nhạn xoa tay, "Vậy em mau đi kể với mấy nha hoàn trong viện của Mị Di nương, nói cho họ biết Chu thị đã vào phủ." Lão gia lại rất sủng ái bà ta, muốn đưa bà ta lên làm chính thê. Cấp Lam ngẩn người, mặc dù không biết rõ Hàn Nhạn muốn gì nhưng vẫn gật đầu rồi lui xuống. Trần Ma Ma do dự một lát rồi hỏi, "Tiểu thư nói như vậy, lỡ như bị người khác biết được rồi truyền tới tai của lão gia?" "Ma Ma yên tâm." Hàn Nhạn hơ tay trên lò than, cả người thoải mái. Nàng nheo mắt lại, lão gia vốn rất coi trọng bà ta, sớm muộn gì mị di nương cũng biết chuyện này. Nếu bây giờ biết, thì sẽ sớm chuẩn bị. Cấp làm luôn làm việc có chừng mực, sẽ không nói rõ nguyên nhân. Nếu mị di nương đã biết thì giấu giếm cũng không có ích gì, chỉ bằng sớm nói cho bà ta biết đi. Trần ma ma giật mình, hiểu được ý của hàn nhạn. Cảm thấy điều này không thể nào là một cô nương chỉ mới 12 tuổi nghĩ ra với trí thông minh như vậy, không biết là hỏa hay là phúc. Bà cảm nhận được khi hàn nhạn tỉnh lại thì đã không hề giống như lúc trước nữa rồi. Chu thị vào phủ mà nàng vẫn có thể bình tĩnh được như vậy, xem ra sau này trang phủ sẽ thay đổi chủ nhân mới rồi. Chú thích Một xa phu, người đánh xe ngựa Hai cố nhân, người xưa Chương 9, trai cỏ tranh nhau Sáng sớm tinh mơ, hàn nhạn bảo cấp lam và thu hùng chuẩn bị đồ cho mình sau một hồi lâu hàn nhãn chỉ vào một chiếc váy trắng đơn giản lấy cái đó đi cấp làm khó xử nói tiểu thư tuy rằng bây giờ vẫn còn trong thời gian để tang nhưng mà chiếc váy này cũng quá đơn thuần tứ phu nhân vừa mới vào phủ người âm mặc đơn giản như vậy chỉ sợ sẽ bị họ khinh thường hàn nhãn lắc đầu hôm nay nhân vật chính không phải là chúng ta huống chi ta cũng không thích quá lòe lẹt cứ để cho họ xem thường ta càng xem thường càng tốt như vậy tương lai họ mới càng thảm bại thu hùng âm thầm giúp nàng tìm một chiếc áo nhỏ tuy rằng nói như vậy nhưng bây giờ trời đã trở gió tiểu thư cũng nên mặc ấm một chút cấp lam bận rộn giúp nàng trang điểm trải đầu hàn nhạn để các nàng tùy ý búi tóc cho mình mái tóc đen nhánh được búi thành hai búi tóc tròn khiến cho nàng trông giống trẻ con hơn cấp lam dùng thêm hai dây dài quấn quanh hai búi tóc hoàn toàn không hề gắn thêm bất kỳ trang sức nào nhìn thiếu nữ trong gương, vốn dĩ nàng đã phát triển muộn, bây giờ còn cải trang thành như vậy, so với đứa bé thật không hề khác gì nhau. Đi thôi, hàn nhạn sửa sang lại quần áo, bảo mama đi cùng với nàng đến sảnh chính. Từ trước đến nay trang sĩ Dương không ham mê nữ sắc. Cho nên nhiều năm như vậy, trang phủ chỉ có một thê hai thiếp. Điều này đã làm trò cười cho các triều thần khác. Hai vị di nương ở khá xa phù dung viên. Một người là vãn di nương, vị này là do ông nội lúc còn sống ban cho trang sĩ Dương làm nha hoàn tỷ tẩm về sau sinh được một người nữ nhi nên được lên làm thiếp. Trang sĩ Dương đối với vị thiếp này không quan tâm cho lắm, sau khi vãn di nương sinh hạ nữ nhi thì càng ít đến thăm hơn. May mà vị thiếp này cũng biết an phận, nhiều năm qua chưa từng đem đến phiền toái gì cho mẫu thân. Còn một người nữa là Mỹ Di Nương, người này hoàn toàn không hề đơn giản. Năm đó sau khi tiên hoàng băng hà, Tây Bắc lại có nạn đói, Trang gia dùng danh nghĩa thôn trang ngàn mẫu đem toàn bộ lương thực đưa đến tây bắc làm dịu đi tình hình nạn đói. Hoàng thượng cực kỳ vui vẻ ban cho Trang gia một số bảo vật, Mị Di Nương là một trong số đó. Mị Di Nương người cũng như tên, bà không phải là người trung nguyên mà là người hồ cơ, xinh đẹp quyến rũ, hành sự lại càng hung hãn lớn mật. Từ khi Mị Di Nương vào phủ, cuộc sống của Hàn Nhãn và mẫu thân nàng không ngày nào được yên ổn. Mị Di Nương xinh đẹp như vậy. Trang sĩ Dương cho dù là thánh nhân cũng phải động lòng. Huống chi người hồ cơ từ trước đến nay có rất nhiều thủ đoạn để thu hút nam nhân. Từ lúc Mị Di Nương vào phủ, Trang sĩ Dương càng ít đi gặp chính thê của mình, hàng đêm đều ở lại trong phòng của Mị Di Nương. Trang sĩ Dương tuy nói là không sùng thiếp quên thê, nhưng ở ngoài mặt vẫn luôn tôn trọng chính thê là mẫu thân nàng. Đáng tiếc từ trước đến nay nam nhân làm sao biết được chuyện tình trong phủ? Mị Di Nương không trực tiếp tranh giành tình cảm mà là khơi màu sự xung đột của hạ nhân ở trong biệt viện mẫu thân. Mẫu thân trời xanh tính tình yếu đuối, gặp chuyện khó xử cũng không biết làm gì được. Điều này làm cho Mị Di Nương càng có cơ hội. Sau đó không lâu, bọn hạ nhân truyền miệng nhau nói mẫu thân bất lực không quản được việc nhà. Mị Di Nương muốn ỉ vào sự sủng ái của Trang Sĩ Dương, càng chèn ép mẫu thân để cho mọi người chỉ trích. Tốt nhất là khiến cho Trang Sĩ Dương hưu thê, bà ta có thể đoạt lấy ngôi vị chính thê. Có một lần Mị Di Nương và Mẫu thân xảy ra xung đột, Mị Di Nương đã làm quá phận làm cho Trang Sĩ Dương rất tức giận, đem Mị Di Nương tới từ đường giáo huấn. Từ đó về sau, Mị Di Nương an phận hơn nhiều, hoặc nói là không dám nghĩ đến ngôi vị chính thê. Chỉ toàn tâm toàn ý lấy lòng Trang Sĩ Dương. Tuy nhiên bà ta cũng không đem nàng và Mẫu thân để vào mắt, cũng không cố ý gây sự. Hàn nhãn cảm thấy được, Mị Di Nương bị Trang Sĩ Dương dọa sợ rồi bằng không sao lại để yên cho vị trí tránh thê. Nhưng mà hẳn bà ta cũng nhìn ra được vị trí chính thê chỉ là hư danh, mẫu thân là chính thê mà vị trí lại không bằng một người thiếp. Hậu viện có ba nữ nhân, hai người không có hề có sự uy hiếp. Nhưng thật không ngờ Trang Sĩ Dương lại có thể nuôi thêm một tiểu thiếp ở bên ngoài, mà tiểu thiếp đó còn sinh ra một người nữ nhi đã lớn vậy rồi. Trang Sĩ Dương tính tình lạnh lùng, xem ra chu thị có một vị trí rất quan trọng ở trong lòng ông. Cho nên ngay sau khi mẫu thân qua đời thì liền lập tức cho bà ta vào phủ. Hàn Nhạn vẫn cảm thấy khó hiểu, tại sao bây giờ Trang Sĩ Dương mới cho Chu thị vào phủ? Phải biết rằng tính tình mẫu thân rất dịu dàng, nếu Trang Sĩ Dương muốn cho Chu thị vào phủ, chắc hẳn mẫu thân sẽ đồng ý. Vậy tại sao vẫn còn lén giấu ở bên ngoài? Bên trong có ẩn giấu điều gì chăng? Trong phủ đang chuẩn bị diễn ra một màn kịch hay. Mị Di nương nhiều năm như vậy không gặp được đối thủ nào bây giờ vừa đúng có một người mà người này còn muốn vị trí chính thê xem ra trò hay sắp bắt đầu rồi nghĩ tới đây khóe miệng hàn nhạn không khỏi cong khiến cho cấp lam giật nảy mình đi đến sảnh chính phòng bếp đã chuẩn bị cơm canh đâu vào đấy hàn nhạn nhìn lướt qua mặt bàn sủi cào tôm tổ yến trưng táo đỏ cháo ngọc bích bánh phù dung còn có thêm mấy món khác mà nàng không biết tên trong lòng hàn nhạn cười lạnh bữa sáng hôm nay thật phong phú từ sau khi mẫu thân qua đời, nàng cả ngày đều trốn trong phòng mà khóc, không có đi dùng cơm chung với hai vị di nương. Mà phòng bếp mang đến thanh thu huyền chỉ có cháo trắng và rau dưa, thức ăn cực kỳ đơn giản. Nàng thật không biết, cơm canh cũng biết chọn chủ. Từ trước đến nay vãn di nương luôn an phận, xem ra là do mị di nương phân phó nhà bếp làm. Cấp làm dìu nàng ngồi xuống, vừa mới ngồi xuống liền nhìn thấy mị di nương và vãn di nương đi vào. Mị Di Nương nhìn thấy Hàn Nhạn, đầu tiên là sửng sốt sau đó lập tức che miệng cười nói: "Tứ tiểu thư cũng đến đây à, xem ra là dưỡng bệnh rất tốt." Nhưng mà sắc mặt nhìn sao vẫn không tốt vậy, nếu đã không khỏe thì chớ nên cưỡng cầu. Vãn Di Nương thì vẫn đứng một bên không nói gì, Tam tiểu thư ở sau lưng nàng chỉ nhìn thoáng qua Hàn Nhạn rồi cúi đầu. Vì Tam tiểu thư này đối với Hàn Nhạn không có giao tình gì nhiều, có thể coi là người xa lạ. Trang Cầm và Vãn Di nương cả ngày đều ở trong phủ Dung Viên thuê thùa. Hàn Nhạn còn đang suy nghĩ, Thu Hồng đứng ở phía sau đã kéo tay áo của Hàn Nhạn. Dương mắt lên liền nhìn thấy trang sĩ Dương đang đi vào cùng với mẹ con Chu thị. Nàng cười nói, "Cảm ơn Di nương đã quan tâm, kỳ thực thân thể của Nhạn Nhi không khỏe. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên Chu Di nương vào ở trong phủ. Phụ thân dặn dò con không thể thất lễ." Vừa nghe xong mị Di nương liền biến sắc, còn nhìn thấy ba người đó đi vào, khăn gấm trong tay càng bị bà nắm chặt hơn. Vốn tưởng rằng sau khi Vương Thị chết, bà có thể vững vàng ngồi lên vị trí chính thất. Không ngờ giữa đường lại nhảy ra một chu thị cản trở, càng đáng giận hơn là, lão ra lại rất cưng chiều à tiện nhân kia. Trực giác nói cho bà biết, chu thị mới chính là uy hiếp lớn nhất. Hàn nhạn và vãn di nương căn bản không phải là đối thủ của bà, chỉ có chu thị, vừa mới vào phủ đã làm cho lão ra vui vẻ rồi nhưng mà tối qua lão gia không có ở phù dung viên, tiện nhân đó làm sao so được với chính mình. Hàn nhạn suy nghĩ, làm ra vẻ khổ sở nói, phụ thân cực kỳ thích ngữ sơn tỷ tỷ nha. Hôm qua lúc con đi thỉnh an người, người lại vì tỷ ấy mà quở trách con. Nàng bĩu môi, làm bộ giống như là một đứa bé giận lấy. Phụ thân cũng chưa từng ăn sáng với con. Mị Di Nương nghe được mấy lời này thì ánh mắt nhìn cha ngữ sơn càng đầy thù hận. Nhiều năm như vậy, bà không thể sinh cho lão gia một đứa con. Tiệm nhân đó có thể làm cho lão gia vui là vì sanh được một đứa con gái hay sao? Bà có sắc đẹp, nếu có thêm một đứa con thì vị trí chính thê chắc chắn là của bà rồi. Tại sao bà lại không được? Nghĩ đến điều này, Mị Di Nương lại bất giác xoa bụng mình, giống như nơi đó thật sự có một sinh mạng đang lớn dần. Hàn nhãn nhìn thấy hết mọi việc, gục đầu xuống lén che miệng cười, sau đó mừng đầu lên thì Trang Sĩ Dương và mẹ con Chu thị đã đi vào phòng. Hàn Nhạn vội vàng đứng dậy thỉnh an. Mị Di nương và Vãn Di nương cũng thỉnh an Trang Sĩ Dương. Hàn Nhạn đứng lên, cười nói, "Vãn Di nương, Mị Di nương. Vị này hôm qua mới vào phủ chính là Chu Di nương, còn đây là Ngữ Sơn tỷ tỷ." Chu thị sừng sốt, "Tại sao mình lại là thiếp? Chẳng phải nàng được làm chính thất sao?" Trang Sĩ Dương không ngờ Hàn Nhạn lại nói vậy nhưng sau đó suy nghĩ lại chu thị vào phủ với thân phận là phòng ngoài được làm thiếp cũng không sao nhưng mà nếu lên làm chính thê sợ là không được chỉ bằng trước tiên cho bà ấy làm thiếp sau đó đưa lên làm chính thê vì vậy ông nhìn hàn nhạn gật đầu không cần khách sáo chu thị thấy trang sĩ dương không có lên tiếng phản bác tay nắm càng chặt hàn nhạn nhìn thấy cũng không nói lời nào sau đó trang sĩ dương ngồi xuống mọi người cũng ngồi xuống theo Chu thị vừa mới vào phủ liền muốn làm chính thê, thiên hạ đâu có chuyện nào tốt đến vậy. Nàng càng muốn phá hỏng ý đồ của mẹ con Chu thị, nhưng mà Trang Sĩ Dương rất coi trọng mẹ con Chu thị, nếu nói làm tiểu thiếp không danh không phận thì Trang Sĩ Dương sẽ không đồng ý. Vậy thì cho bà ta làm thiếp, thứ nhất là có thể làm dịu đi tâm trạng của Trang Sĩ Dương, thứ hai là đem bà ta đặt ngang hàng với mị di nương. Như vậy có thể nhìn xem coi người nào thắng được người nào. Trần ma ma dặn dò nhà bếp dọn bát đũa lên, vãn di nương cúi đầu ăn cơm, trang cầm thì im lặng không chớp mắt. Cả hai người đều rất an phận. Cha ngữ sơn chưa bao giờ nhìn thấy bữa sáng nào tinh xảo như vậy, ánh mắt càng ngạc nhiên. Nhìn thấy mị di nương đứng dậy, thân hình mảnh mai lắc nhẹ, âm thanh lại càng câu hồn hơn. Lão gia, thiếp thân giúp người gấp thức ăn. Hôm nay mị di nương mặc một bộ quần áo màu xanh lá cây đậm, phối với váy dài có hoa văn chỉ có điều là váy dài này không hề có hoa văn cầu kỳ, chỉ có vải bông hoa tuyết. Điều này không làm nàng kém sắc đi, mà ngược lại càng làm cho nàng trông rất phong trần và thanh lệ. Mái tóc đen được bới tùy ý, vài sợi tóc buông xuống ở hai bên vành tai trắng nõn. Lúc cúi đầu gấp thức ăn lại lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh. Quần áo đơn thuần nhưng lại làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết. Trang sĩ Dương lúc này đã như đứng núi này mà trong núi nọ rồi, nhưng trong ánh mắt lại thoáng qua chút tĩnh mịch. Mị Di Nương nhìn thấy ánh mắt của Trang Sĩ Dương, còn cười ngọt ngào với ông. Giọng nói càng thêm mềm mại, vô cùng thân thiết, lão ra, bánh phù dung này là do đầu bếp mới vào làm, ngài nếm thử xem. Mị Di Nương từ trước tới nay đã là một mỹ nhân luôn có hình tượng lẳng lơ và đanh đá, lúc nào thì đã trở nên dịu dàng như vậy. Còn Trang Sĩ Dương thì chỉ biết lo hưởng thụ cảm giác mới mẻ, gạt mẹ con Chu thị sang một bên. Hàn Nhạn gắp một chiếc sùi cào tôm bỏ vào miệng, nhìn sắc mặt Chu thị rất khó coi, đột nhiên cảm thấy đồ ăn sáng hôm nay thật ngon miệng. Không cần nàng châm lửa, hai người này đã đấu đá đến vậy rồi. Chỉ là trai cỏ đấu nhau, không biết được người nào ở sau lưng làm ngư ông đắc lợi đây. chương 10, gần gũi thứ tỷ. Trang sĩ Dương dùng qua một ít điểm tâm, rồi chuẩn bị vào chiều. Mị Di Nương tiễn trang sĩ Dương rời đi, sau đó quay lại nhìn chầm chầm Chu Thị, cuối cùng hừ một tiếng mới trở về phòng hàn nhạn lau miệng cũng muốn trở về phòng chu thị liền liếc mắt ra hiệu với cha ngữ sơn cha ngữ sơn liền đứng lên giọng điệu đầy thân thiết nói với hàn nhạn nhãn nhi muội muội có chuyện gì gấp gáp không hàn nhạn nhìn thấy nụ cười của chu thị sau một hồi nghĩ ngợi liền nói không có việc gì cha ngữ sơn lập tức nắm chặt lấy tay của hàn nhạn nếu như không có việc gì gấp gáp vậy thì chúng ta cùng đi dạo chơi hoa viên đi trần ma ma nhìn mẹ con chu thị đầy khinh thường chỉ vừa mới vào phủ mà đã bày đặt làm chủ. Người ngoài nhìn vào, còn tưởng cha ngữ sơn mới là con của chính thê. Hàn nhãn cũng không oán giận gì, vừa cười vừa vỗ vỗ vào tay của cha ngữ sơn, dù sao tỷ tỷ cũng lần đầu tiên vào phủ, khung cảnh trong phủ này chắc tỷ tỷ cũng chưa bao giờ nhìn qua. Bây giờ muội dẫn tỷ tỷ đi dạo xung quanh, tránh cho việc không biết mà đi lạc đường. Hàn nhãn không hề đếm xỉa đến tâm trạng của cha ngữ sơn. Quả nhiên sau khi nói xong gương mặt của Trang Ngữ Sơn vừa trắng vừa xanh, cuối cùng nàng ta miễn cưỡng cười nói, vậy thì làm phiền muội muội rồi. Hàn Nhãn nói tiếp, ở trong phủ, ngoại trừ phụ thân tất cả mọi người đều gọi muội là tứ tiểu thư. Ngữ Sơn Tỷ Tỷ và Chu Di Nương cũng gọi như vậy đi. Những cách gọi khác, muội nghe không quen. Ngươi, cha Ngữ Sơn không ngờ Hàn Nhãn lại nói như vậy, nàng ta tức đến không biết nói gì. Muội làm sao? Hàn nhãn nghi ngờ hỏi, tỷ tỷ sao lại chỉ vào mặt người ta, đây không phải là cách xử sự, của một tiểu thư khuê các. Ngữ Sơn, đột nhiên Chu thị mở miệng, ánh mắt đầy thâm trầm nhìn hàn nhãn, giọng điệu từ tốn nói tứ tiểu thư nói không sai. Tiểu thư khuê các sẽ không tùy tiện chỉ vào người khác, xem ra ta phải tìm người dạy dỗ phép tắc cho ngữ sơn mới đúng. Hàn nhãn nghe xong thì nhíu mày. Tiểu thư khuê các, cha ngữ sơn chỉ là con của thiếp, làm sao xứng được gọi là tiểu thư khuê các? Xem ra họ đã có tâm tư từ trước muốn đoạt lấy danh phận con của chính thê. Hai mẹ con Chu Thị quả là lòng người giả thú. Đôi mắt của Trang Ngữ Sơn đã đỏ ửng, nàng ta không dám cãi lại lời của Chu Thị, nghiến răng nghiến lợi nhìn Hàn Nhạn mà nói: tứ tiểu thư nói đúng, chúng ta mau đi thôi. Tam tỷ cũng đi cùng nha. Hàn Nhạn quay đầu nói với Trang Cầm, nhìn thấy dáng vẻ không biết nên làm sao của Trang Cầm. Hàn Nhạn quay sang nói với Vãn Di Nương, Vãn Di Nương, lâu rồi con không trò chuyện với Tam Tỷ. Hôm nay cho con mượn Tam Tỷ một ngày nha. Vãn Di Nương đầu tiên là sừng sốt, sau đó cười nói, Tứ Tiểu Thư không cần khát sáo. Cầm nhi, hôm nay con đi chơi với Tứ Tiểu Thư đi. Lúc này Trang Cầm mới dám đi lên phía trước, nhưng mà vẫn có chút chần chừ. Hàn Nhạn liền kéo nàng đi, bỏ lại Trang Ngữ Sơn ở phía sau. Mẫu thân, Cha Ngữ Sơn nhìn Chu Thị rồi quay lại nhìn Hàn Nhạn và Trang Cầm, tức giận đến dậm chân. Chu Thị nhíu mày, mau đi đi. Cha Ngữ Sơn mặc dù không muốn nhưng cuối cùng vẫn phải đi. Chu Thị nhìn thấy Vãn Di Nương đang cúi đầu đứng bên cạnh, lập tức cười nói với bà: Tỷ tỷ, chúng ta đi đến sân nhỏ ngồi một chút được không? Vãn Di Nương nhẹ nhàng lắc đầu: Hôm khác đi. Hôm này ta không được khỏe, muốn trở về nghỉ ngơi. Hạnh Nhi mau qua đỡ ta nhà hoàn bên cạnh của vãn di nương lập tức đứng lên đỡ bà vãn di nương gật đầu với chu thị ta đi trước không chờ chu thị trả lời bà liền bỏ đi sắc mặt chu thị thay đổi nhìn bóng dáng đang đi xa âm thanh đầy độc ác nói tiện nhân chỉ là một người được may mắn sủng hạnh mà dám không để ta vào mắt lý ma ma đứng bên cạnh nói lão nô thấy vị thiếp này cũng không hề biết thời thế phu nhân đã mở lời mà nàng lại không đồng ý đúng là một người phụ nữ ngu ngốc. Được rồi, Chu thị không kiên nhẫn nói, người bớt nói đi, ta thấy chuyện này không dễ đối phó. Bây giờ quay trở về trước, sau đó chúng ta bàn bạc kỹ lại. Hàn nhãn đi đến vãn hương các, nơi này có một vườn hoa rộng lớn. Đầu mùa đông hoa mai đỏ đã bắt đầu nở, làm cho cảnh vật trở nên rất đẹp. Trong không khí động lại mùi hương, cảnh sắc tôn lên vẻ thanh tao của cây cỏ, khiến cho lòng người cảm thấy dễ chịu bàn được đặt ở giữa sân đã bày sẵn một bộ cờ hàn nhạn vừa nhìn thấy thì liền hưng phấn lôi kéo tay trang cầm nói muội đã sớm nghe nói tỷ tỷ có tài đánh cờ tuyệt nhất không bằng chúng ta cùng nhau chơi một ván đi trang cầm nhỏ giọng nói tứ tiểu thư đừng nói quá trang cầm chỉ mới học qua thôi hàn nhạn đầu tiên là nhíu mày sau đó cười rộ lên không cần nói nhiều nào tới đây cha ngữ sơn ở bên cạnh đã rất buồn bực không biết tại sao hàn nhạn đối xử với nàng vô cùng lạnh lùng. Tuy là nói ba người cùng đi dạo, nhưng mà từ đầu đến cuối chỉ có hàn nhạn và trang cầm nói chuyện với nhau, còn mình thì bị ném sang một bên. Có lúc nàng cũng cố gắng xen vào cuộc trò chuyện của hai người đó, nhưng rồi cuối cùng cũng bị lơ đi. Trang ngữ sơn cảm giác được là hàn nhạn căm thù nàng. Tại sao lại như vậy? Nàng theo lời mẫu thân nói, cố gắng lấy lòng của hàn nhạn đúng là nàng rất tức vì nàng ta là con của chính thê, nếu như không có hàn nhạn trên đời này thì mọi thứ của nàng ta chính là của nàng. Tại sao hàn nhạn lại có được mọi thứ? Mẫu thân rõ ràng đã nói nàng là. Cha ngữ sơn càng nghĩ càng không cam tâm, gương mặt xinh đẹp vặn vẹo rồi cuối cùng bỏ đi. Hàn nhạn mặc dù đang chơi cờ nhưng mà biểu hiện của cha ngữ sơn nàng đều nhìn thấy hết. Hàn nhạn vẫn bình tĩnh đánh cờ. Nhà hoàn hầu hạ cha ngữ sơn tên là Vân Nhi, nàng ta tức giận nói, tiểu thư, sao họ lại cố ý đối xử với người như vậy? Cha ngữ sơn vừa nghe thấy liền nhảy dựng lên, sau đó dần dần bình tĩnh lại. Quay đầu nhìn thấy hàn nhạn và trang cầm đang chuyên chú chơi cờ, không thèm chú ý đến mình. Lập tức giận dữ, từ nhỏ đến giờ mọi thứ nàng đều rất xuất sắc, đi tới đâu cũng luôn được mọi người chú ý. Từ lúc vào trong phủ, nàng không thể mặc quần áo đẹp, luôn phải che giấu tài năng của mình, thậm chí phải đi lấy lòng của hàn nhạn, nàng thực sự không thể nhịn được nữa. Quay đầu bỏ đi, nàng nói với Vân Nhi, mặc kệ họ, ta muốn một mình đi dạo. Nói xong liền đi thẳng đến vườn hoa. Vân Nhi vội vàng đi theo, hàn nhạn không hề nâng mắt lên, nhưng mà Thu Hùng đứng bên cạnh đã đưa ấm trà cho cấp lam, sau đó rời đi. Hàn nhạn cả thể xác và tinh thần đều tập trung vào ván cờ, sau một lúc do dự cuối cùng cũng đặt quân cờ xuống tiếp sau đó là một quân cờ đen đè lên. Muội thua rồi, Hàn Nhãn thở dài, vẻ mặt đầy đau khổ nói, đã là ván thứ năm rồi, tại sao muội vẫn thua vậy chứ? Trang cầm cười nói, vì muội nóng lòng muốn thành công, mặc dù có suy nghĩ nhưng lại chỉ lo những bước đầu. Mà ngay từ đầu tỷ đã bài sẵn bố cục, chỉ cần muội đi một bước, tỷ liền có thể ứng phó. Hàn Nhãn sừng sốt, dương mắt nhìn người đối diện đang nhặt những quân cờ, trang cầm vô ý nói cuộc sống như bàn cờ mỗi bước đi không thể vội vàng tam tỷ thật là cao thủ hàn nhạn cười tít mắt nói muội thua tâm phục khẩu phục trang cầm lại lắc đầu có thể chơi cờ cùng với hàn nhạn thì chắc chắn đã có duyên trong vô tình khoảng cách của hai người đã kéo được thu lại trang cầm đứng lên hôm nay chơi tới đây thôi mẫu thân còn đang chờ ta về làm bánh hoa quế hàn nhạn mỉm cười nói vãn di nương thực sự coi tỷ là một đứa bé giọng điệu hàn nhãn thản nhiên nói, thực ra muội rất hâm mộ tỷ. Trang cầm ngẩn ra, nhìn người con gái búi hai búi tóc ở trước mặt, trên gương mặt vẫn thoát ra dáng vẻ của trẻ con nhưng mà đôi lông mày thì đang nhíu chặt lại trông đau buồn, nhìn thế nào cũng không hợp với tuổi thật. Trong lòng Trang cầm trở nên mềm nhũn, vỗ vỗ đầu hàn nhãn nói, cùng đi thôi. Trang cầm nhìn xung quanh rồi nói, vị trang ngữ sơn tiểu thư kia không biết đã đi nơi nào rồi. Ngữ sơn tiểu thư, lời vừa nói ra hàn nhạn liền hiểu rõ lòng của trang cầm trang ngữ sơn chỉ là một đứa con được nuôi ở bên ngoài thân phận không được thừa nhận hàn nhạn cười nói không cần quan tâm đến nàng ta nàng ấy muốn tự mình đi dạo chuyện này không trách chúng ta được trang cầm cũng không nhiều lời dẫn nha hoàn rời đi trang cầm đi rồi hàn nhạn vẫn đứng tại chỗ cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu lẩm bẩm ta không hề biết tam tỷ lại thông minh đến thế cấp làm mang áo choàng đến cho Hàn Nhạn, nô tỳ nhớ rõ, lúc trước tiểu thư rất thích Tam tiểu thư. Lúc nào cũng đi phía sau nàng ấy. Chỉ là về sau, người càng lớn thì càng ít qua lại với phù dung viên. Hàn Nhạn nhíu mày, tuy là nàng không nhớ rõ chuyện trước đây, nhưng mà với trí thông minh của Trang Cầm, thế mà thường ngày nàng đều tỏ ra yếu đuối. Thật sự là kém nhau quá xa rồi, sợ là bên trong có ẩn giấu điều gì tại sao nàng ta ở trước mặt mình mà không hề che giấu hàn nhạn một tay chống cầm trong lòng suy nghĩ bàn cờ kia và lời nói của nàng rốt cục là ám chỉ điều gì đang suy nghĩ thì thu hồng quay trở về có chuyện gì không hàn nhạn hỏi thu hùng lắc đầu ngữ sơn tiểu thư chỉ đi dạo xung quanh vườn hoa nhưng mà mắt hàn nhạn sáng lên nhưng mà cái gì nô tỳ thấy Lý Ma Ma hầu hạ bên cạnh Chu thị đang nói chuyện với Lâm quản gia, hai người nói chuyện với nhau rất lâu. Lý Ma Ma còn đưa cho Chu thị một cây châm vàng. Nhưng mà nô tỳ chỉ dám đứng xa, không dám tới gần. Cấp Lam kinh ngạc nói, Lý Ma Ma vừa mới vào phủ, tại sao lại có quan hệ thân thiết với Lâm quản gia? Trong mắt Hàn Nhạn đầy lạnh lùng, Lâm quản gia đã làm việc trong phủ này cũng đã vài chục năm, ở trong phủ là người già nhất mẫu thân lúc còn sống đã được lâm quản gia giúp đỡ nhiều lần người bên cạnh chu thị cũng không có ai tốt còn về cây châm vàng mà lý ma ma đưa cho lâm quản gia dĩ nhiên là do chu thị sai bảo chuẩn bị làm thù lao nhưng mà theo như lời cấp lam nói chu thị mới vừa vào phủ làm sao lại có thể thân thiết với lâm quản gia được mặc dù lâm quản gia là người gió chiều nào ngã theo chiều đó nhưng cũng sẽ không hành sự lỗ mãng đến như vậy vậy thì chu thị Lý Mama và Lâm Quản gia rốt cục là có quan hệ như thế nào? Nếu là đút lót tiền để vào phủ, vậy thì chuyện của mẫu thân, nàng có thể bắt đầu điều tra từ đây. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.